Nói đến những dòng xe được tích hợp hệ thống công nghệ tiên tiến, hỗ trợ tối đa nhu cầu người dùng thì không thể không nhắc đến dòng xe BMW 7. Một trong những điểm thú vị nhất của dòng xe này là hai dải đèn LED gắn ngay dưới cửa sổ trời. Thiết kế đặc biệt này giúp cho lái xe ít căng thẳng hơn trong quá trình điều khiển xe. Hành khách còn được sử dụng wifi trong xe, cho phép bạn lướt web hoặc là xem video trên màn hình 10 inch nằm ở mặt sau của ghế trước. Một màn hình cảm ứng cho phép bạn kiểm soát các tính năng bên trong xe từ nhiệt độ, này, vị trí ghế đến GPS cùng 16 loa âm thanh vòm được tạo bởi Power & Wilkins, biến chiếc xe của chúng ta thành một phòng giải trí hoàn hảo đấy Như. Tiếp theo là dòng xe Tesla Model S. Điểm nổi trội nhất của dòng xe này sẽ được ứng dụng trên đường cao tốc. Mẫu xe này có thể tự chuyển làn, điều chỉnh tốc độ, tự ra vào và di chuyển nhịp nhàng trên đường cao tốc. Không dừng lại ở đó, chiếc xế hộp này còn xử lý được ở các cung đường vòng hay đường có địa hình phức tạp. Màn hình cảm ứng rộng 17 inch giúp dẫn đường dễ dàng, điều khiển âm lượng hoặc tìm kiếm nhà hàng và các điểm đến khác. Xe được trang bị các tính năng tự lái tiên tiến với chi phí lên tới 5.000 USD, khoảng 114 triệu đồng. Kế đến, nếu như nói về các tính năng mà chúng ta lại bỏ qua Mercedes-Benz S-Class thì quả thật là một điều thiếu sót đúng không Như? Ừ. Chiếc xe được chế tạo để tạo sự thoải mái tối đa với các chức năng massage và bình phun nước hoa tiêu chuẩn có 5 loại hương vị khác nhau. Wow. Nhiều chức năng trong xe có được điều khiển bằng một ứng dụng, như trước khi vào xe, bạn có thể đặt trước nhiệt độ và khởi động từ xa nè. Ừ. S-Class cũng có tính năng an toàn ấn tượng. Nó có thể trợ giúp cho việc phanh phụ thuộc vào khoảng cách của xe này với xe khác hoặc là với vật cản, cảnh báo khi bạn đang phân tâm hoặc là quá mệt mỏi khi lái xe. Đứng thứ tư trong danh sách này chính là Audi A8. Với buồng lái ảo mới của Audi, màn hình là một bản đồ GPS 3D để bạn không phải quay lại khi muốn đổi hướng. Xe còn có thêm tính năng điều khiển nội thất, một màn hình cảm ứng cho phép bạn chọn hoặc viết lệnh điều khiển dễ dàng. A8 tạo ra sự thoải mái, thư giãn trong khi lưu thông với hệ thống hỗ trợ lái xe, dừng, khởi động và lái xe mà không cần điều khiển trong khi di chuyển, lên đến 37,3 mph 60 km/h và tự động đậu xe. Ghế bên phải phía sau có một chiếc máy massage chân cộng với massage lưng giúp người ngồi dễ chịu trong suốt hành trình. Và Cadillac CT6, mẫu xe này có tính năng đứng yên, không lùi hay tiến khi bạn tạm rời chân phanh. Điều này có thể giúp cho bạn đỡ mỏi chân khi mà lưu thông trên đường dài hoặc là kẹt xe nè. Ngoài ra bạn còn có thể thao tác các tính năng của điện thoại, ví dụ như là bạn có thể soạn thảo và gửi văn bản bằng lời nói. Một màn hình cảm ứng điều chỉnh giúp bạn viết lệnh mà không cần nhìn vào. Chiếc xe còn có thể tự lái trên cao tốc và có một màn hình 10 inch ở mặt sau ghế. Nếu mà được chọn thì Đồng Viên sẽ chọn chiếc nào trong 5 chiếc kể trên? Đồng Viên sẽ chọn chiếc Audi A8. Ừ. Vì sao á? Thì ngoài tính năng hiện đại thì thiết kế của nó là một phần để Viên chọn nó đấy Như. Ừ. Với nội thất như là khá ấn tượng này, khả năng vận hành mạnh mẽ và linh hoạt. Ừ. Audi A8 hứa hẹn sẽ là một cái tên nổi bật tiếp theo của Audi trong năm nay. Ừ.